Giáo huấn Dakini. Hãy đi xuống với kiến, trong khi đi lên với hạnh. Thực hành hai điều này như một là điều cốt tủy nhất. Padmasambhava. Lời nói đầu của dịch giả. Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số kho tàng giáo lý được phát hiện, hay còn được gọi là Dharma, bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành giáo pháp của Guru Rinpoche, tức Đức Liên Hoa Sanh, đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép bởi vị đệ tử chính của Ngài, Dakini Jesi Soga, công chúa xứ Kachin. Theo cuộc đời 100 vị Teton của Ngài Zamgon Kongtrul đệ nhất, Jesi Soga là một Dakini và là hóa thân của Phật mẫu Losana, Lochana, phối ngẫu của Đức Phật Ratnasambhava, Phật Bảo Sanh, cũng là Zara Yogini xuất hiện trong thân tướng của một người nữ. Bà đã phụng sự Đức Guru Rinpoche khi Ngài ở Tây Tạng và sau đó thực hành kiên trì khác thường, cuối cùng thành tựu ngang bằng với thầy mình. Lòng bi của bà vô song và ân phước của bà bất tận. Jesi Soga đã viết lại giáo huấn khẩu truyền này bằng một mã bí mật gọi là chữ viết Dakini và chôn giấu như một kho tàng Dharma quý báu để các vị Teton khai quật vào nhiều thế kỷ sau. Chính Đức Guru Rinpoche đã tiên tri nơi chốn, danh tánh, thời gian của những vị Teton đến khai mật tạng. Những giáo huấn mà các vị Teton tiếp nhận trong thực tế hay trong linh kiến đều thích hợp cho những người sống trong thời các ngài và trong những thế hệ sau này. Hầu hết mỗi chương trong quyển sách này đều nhắc nhở là những giáo huấn này được ban vì lợi ích cho những hành giả trong thế hệ tương lai, nên có lời ghi rằng nguyện cho những người đã được định trước và xứng đáng trong tương lai gặp được giáo huấn này. Giáo huấn Dakini đặt nền tảng trên Dharma, được phát hiện bởi vị khai mật tạng Nyan Rai Nyama Oxer vào thế kỷ thứ 12. Bản viết tay mà tôi sử dụng được lưu trữ ở thư viện Hoàng gia Đan Mạch. Nhiều thập niên trước, một nhà thám hiểm đã đem bản viết tay này từ tu viện Mông Cổ. Vào năm 1976, khi Ngài Dingo Kenshi viếng thăm thư viện, Ngài yêu cầu được xem tất cả những bản văn viết tay gốc và quyết định sao chụp lại 6 chương của quyển sách mà thời đó Ấn Độ chưa có. Trong số 6 chương này là một sưu tập của một số Dharma gọi là Zomo Sulen của Nyanra. Câu hỏi và trả lời của Lady Jesi Soga. Sau này, tập sách được nhà in Sirat Rime ở Tân Đề Ly, Ấn Độ của Đức Dingo Kenshi in lại theo nguyên bản. Sau này khi tôi giới thiệu quyển sách với Thượng tọa Tuku Ukwen Rinpoche, Ngài đọc và biểu lộ niềm hoan hỷ lớn lao, động viên tôi chuẩn bị cho bản dịch này. Ngài cũng chỉ ra một sưu tập Dharma tương tự khác của Nyanra, gọi là Nyanji Matri, những giáo huấn trực chỉ của Nyan. Ngài Zamgon Kongtrul cho rằng quyển sách này quan trọng tương đương với chương 60 của bộ Rigen Tenzo. So sánh hai bản viết tay này, tôi thấy cả hai đều chứa đựng những khai thị vô giá của Đức Liên Hoa Sanh. Tuy vậy, đôi khi có những chỗ giống và những chỗ khác nhau.
cho thấy rõ ràng là từ hai nguồn khác nhau. Khi Ngài Zamgon Khonthu soạn quyển Rinchen Zendo thì chưa có bộ Zomo Suden. Ngài Nyanra Nyanma sống cách đây 800 năm, nên người đời sau mỗi lần sao chép tay đều có một vài thiếu sót và sai về lỗi chính tả. Tuy nhiên, hai bản này không có những lỗi giống nhau. Do vậy, tôi dựa trên bản sưu tập Dharma thứ ba vào thế kỷ thứ 14 của tổ Sangya Limpa. Những phần của sưu tập này hầu như giống nhau trong cách hành văn với Dharma của Ngài Nyanrai Nyanma Oxer. Lý do cho sự giống nhau này là cả hai vị tổ trong kiếp trước đã cùng hiện diện khi Đức Liên Hoa Sanh ban giáo huấn. Ngài Nyanrai Nyanma Oxer là tái sanh của vua Sitrong Dusen, và Ngài Sanya Limpa là tái sanh của Murup Senpo, con trai thứ hai của vua Trisong Dusen. Những tài liệu trong ba bộ sưu tập này đủ để soạn thành bốn quyển dịch sang tiếng Anh, nên tôi tuyển chọn những giáo huấn nào thích hợp nhất với thời đại ngày nay. Những chú dẫn sau đây về lược sử tóm tắt cuộc đời của Ngài Nyanrai Nyanma Oxer: sanh 1124, mất 1192, được trích dẫn từ quyển Cuộc đời của 100 vị Tế Tôn. Đức Guru Rinpoche tiên tri rằng Ngài Nyanra là người đầu tiên của năm vị vua Tế Tôn. Ngài là một tái sanh của Trisong Dusen, vị vua đầu tiên cầu thỉnh Guru Rinpoche đến Tây Tạng, còn được biết là Sanba Lai Metok, hoa thiên của trời Phạm Thiên. Ngài sinh ở vùng Lorak vào năm con rồng gỗ, con trai của Lama Mũ Đỏ Nanton Jokhi Kholo. Vào năm lên 8 tuổi, Ngài linh kiến thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Tự Tại và Guru Rinpoche. Kinh nghiệm của Ngài rực sáng mạnh mẽ trong suốt một tháng. Một buổi chiều, Ngài thấy Đức Liên Hoa Sanh cưỡi một con ngựa trắng được bốn Dakini nâng. Ngài tiếp nhận quán đảnh nhờ uống nước cam lồ trong bình của Guru Rinpoche. Vào lúc nhận quán đảnh, Ngài có kinh nghiệm bầu trời bùng mở, mặt đất và núi đồi trung chuyển, và Ngài bắt đầu hành động theo nhiều cách kỳ lạ, khiến nhiều người nghĩ rằng Ngài điên. Sau đó, cha Ngài ban quán đảnh bổn tôn Hayagriva, và sau khi thực hành nhập thất, Ngài thấy bổn tôn và giao Phubba phát ra tiếng ngựa hí, và Ngài để lại dấu bàn chân, bàn tay trên mặt đá cứng. Theo đúng tiên tri của các Dakini, Ngài đến Mago Jogi Prasa. Nhờ trí tuệ các Dakini ở đây, Ngài được ban pháp danh Nyama Oxer, tức ánh sáng mặt trời. Từ đó, Ngài nổi tiếng với pháp danh này. Guru Rinpoche xuất hiện đến Ngài trong thân người và trao cho Ngài bản danh sách những tên ma phải phát hiện. Vì vậy, Ngài phát hiện nhiều bộ giáo huấn tên ma. Trong số đó, quyển được biết đến nhiều nhất là Gange Desi Dupa, một giáo huấn tập trung vào tám nghi quỷ Heruka, và quyển Sangrima, tiểu sử Đức Liên Hoa Sanh. Sau đó, Ngài lập gia đình với Zopun, một khóa thân của Yeshi Soga, và có hai con trai, Drogon Namkao và Namkapa, cả hai đều trở thành trưởng dòng. Trong suốt cuộc đời, Ngài duy trì thực hành nhập thất và giảng dạy người khác ngang nhau. Hoạt động của Ngài lan rộng đến khắp các cõi thế gian và có tác động to lớn về sự tương tục của giáo pháp. Trong năm con chuột gỗ, Ngài viên tịch vào tuổi 69, kèm theo nhiều dấu hiệu kỳ diệu. Tôi, Zamgon Khonthu, đích thân thu thập tất cả những trao quyền cho giáo huấn Dharma của Nyanra, cho các bản gỗ để in chính quyển của bộ Kasi Desi Dupa và thực hành theo nghi quỹ này nhiều lần. Theo cách này, tôi có thể dâng hiến sự phục vụ tầm thường của tôi cho giáo huấn này. Một số tài liệu sau đây mô tả việc
Ngài Nyingma Oser tiếp nhận tema thực tế của giáo huấn Dakini như thế nào? Trích từ tiểu sử của Ngài gọi là Tấm gương trong sáng. Thấy trong quyển 2 của bộ Kagi Dushidupa, sau này khi tôi nhập thất thực hành nghi quỷ Guru tại động Pha Lê của Padmagong, vào một buổi chiều, một thiếu nữ màu trắng xuất hiện, tự xưng là Yesi Soga. Bà mặc áo dài màu xanh với một tấm tạp dề ở trước và một áo bằng lụa trắng. Bà hỏi: "Này hành giả, ngươi muốn cầu gì?" "Con không mong cầu gì ngoài giáo pháp," tôi trả lời. "Vậy ta sẽ ban cho con," bà nói, và đưa cho tôi một hộp với những bản kinh chép tay, những lời tiên tri của các Dakini và 108 câu phấn đáp. Sau đó bà nói: "Con trai, hãy cùng ta đến nghĩa địa Sitavana. Ngài Acharya Dharma và 8 vị trì minh vương Vidyadhara cũng như rất nhiều hành giả xứng đáng khác đang dự một pháp hội vĩ đại. Chúng ta, những Dakini, cùng nhau đang tổ chức một đại tiệc." Chúng tôi đến nơi và thấy một nghĩa địa vĩ đại. Thật là một nơi khủng khiếp ghê sợ mà người không xứng đáng không thể đến được. Ngay trung tâm là một hành giả có màu da nâu sáng ngồi trên một ngai lớn làm bằng đá quý. Ngài nói: "Có phải Sangpa Lai Metot, con trai ta đó không?" "Lang thang trong luân hồi có làm con mệt mỏi chưa?" Ngài bảo tôi ngồi trên một đống xương người. Tôi liền ngồi xuống. Phía trước ngài là một đại mandala với vô số trang hoàng bằng những lưới tia sáng. Ở 8 hướng chung quanh, tôi thấy 8 vị Vidyadhara của Ấn Độ và Tây Tạng ngồi với vẻ mặt hoan hỷ. Tôi thấy lòng tràn ngập niềm vui. Kế tiếp, người thiếu nữ hỏi tôi: "Con trai, con muốn thưởng thức hội tiệc hay chuyển pháp luân?" Đáp lời, tôi nói: "Mong ngài chuyển pháp luân cho con." Lập tức tôi được ban cho bước chuẩn bị để nhập vào dòng đại mandala này. Sau khi tôi đi vào 8 hướng của mandala, ở đó mỗi vị tổ ban quán đảnh sâu rộng và giao cho tôi trách nhiệm về dòng phái. Vị yogi ngồi giữa, người ta nói ngài là Đức Padmasambhava, còn gọi là Padmakara, ban cho tôi đại quán đảnh của tập hội các đấng thiện thệ hiền minh và phẫn nộ. Ngài cũng ban sách và dạy tôi giai điệu để tụng niệm. Sau đó, tất cả các Vidyadhara cùng lúc ban quán đảnh kiến thức và duy trì. Quán đảnh để thiền định và thực hành, quán đảnh về giải nghĩa và giảng dạy, quán đảnh thuần phục chúng sanh qua những hoạt động, quán đảnh hoàn toàn làm chủ thành tựu của một vị vua Zara, và quán đảnh đại viên mãn Dzogchen để biểu hiện giác tánh. Tiếp nhận tất cả những quán đảnh này từ các ngài, tôi được ban một vỏ ốc tù và trắng và được lệnh về nhà. Chính ngay lúc tôi nghe thế, toàn bộ cảnh tượng của nghĩa địa và mọi vị tổ biến mất như hơi nước trên gương. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã trở lại lều thiền định của mình. Tama thứ hai tôi sử dụng để so sánh và sửa lỗi chính tả, bổ túc những thiếu sót khi soạn quyển giáo huấn Dakini là tema được ngài Sanghilimpa phát hiện. Ngài Sanghilimpa sinh năm 1340, mất 1396. Ngài sinh tại Kompo, một tỉnh phía đông nam Tây Tạng, vào năm Con Rồng Sắt, cùng năm sinh với Đức Kamapa đệ tứ Rope Dorji. Ngài Sanghilimpa được xem là một hóa thân của Yeshi Rinpoche, người con thứ hai của vua Trisong Dusen. Vào năm 1364, ngài phát hiện giáo huấn của Lama Gondu, và đó là phát hiện tờ ma quan trọng nhất của ngài. Sanghilimpa cũng được tính là một trong năm vị vua Teton. Gần đây, hai vị tổ vĩ đại đã tái sanh ở Tây Tạng là ngài Zamyang Khyentse Gampo và Techen Gyokyu Limpa, được biết như năm vị vua Teton.
Sau cùng, quyển giáo huấn Dakini kết thúc bằng một chương của Teton Guru Dorji Limpa, bao gồm những lời cuối cùng của Đức Liên Hoa Sanh. Dorji Limpa sinh năm 1346, mất năm 1405, là một trong năm vị khai mật tạng ở Tây Tạng nổi tiếng như năm vị vua Teton. Tôi xin cảm ơn mọi người đã góp phần soạn thảo quyển sách này, nhất là His Holiness Dingo Quinsy và Thượng tọa Tuku Okwin Rinpoche về những giáo huấn và ban phước. Marcia Binde Smith đã rà soát lại bản dịch và giám sát hoạt động ở tất cả giai đoạn. Mim Kostok về xuất bản và Finzo Sherpa đã giúp đỡ về câu chữ suốt quá trình. Quyển sách này chứa đựng một số tinh túy những giáo huấn khẩu truyền của Đức Bhagmakara về thực hành giáo pháp phổ thông và về việc làm thế nào để tu hành một cách thực tiễn. Tôi vui thích khi thấy giáo huấn quý báu này bây giờ được dịch sang Anh ngữ. Dù bản dịch của chúng tôi có thể chưa hoàn thiện về mặt uyên bác và từ ngữ văn hoa, tôi tin rằng mối kết nối giữa ân phước của Guru Rinpoche và sự rộng mở, tính ngay thật của người đọc sẽ bù đắp cho những khiếm khuyết. Người nào đọc hay nghe giáo huấn Dakini này sẽ thân cận với chính Đức Guru Rinpoche, cũng giống như giáo huấn này đã làm xúc động tôi. Cầu mong giáo huấn này cũng gây xúc động trong tâm và là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người. Eric Bema Kunsan, Động Asura, 1989.